Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đâu là sự thật dẫn đến cái chết của bé trai 6 tuổi tử vong tại trường phổ thông liên cấp Gateway Hà Nội? Trước tiên, chúng ta thấy Thủ tướng rất khẩn trương trong vụ việc này. Nếu chúng ta tìm thông tin trên báo chí thì có hàng trăm vụ trẻ em chết do nhiều nguyên nhân tang thương, như đi học vượt sông bị lũ cuốn chết, học sinh nhà nghèo đói mà chết, học sinh không có tiền nộp học tự vẫn mà chết, nhưng không thấy Thủ tướng chỉ đạo gì. Ở vụ này Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương, vậy lý do là gì? Lý do là trường có cổ phần của Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của Thủ tướng, cháu gái của Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ Công an, giao ngay cho Bộ Công an, tức là giao cho nơi mà ông Vệ làm Phó Thủ trưởng Điều tra, gạt bỏ tất cả những mũi điều tra khác. Tất cả những kết quả điều tra khác đều phải tập trung vào cơ quan cảnh sát điều tra nơi ông Vệ từng là Chánh Văn phòng Cảnh sát điều tra, nay là Phó Thủ trưởng thứ nhất cơ quan cảnh sát điều tra. Việc thứ hai là chỉ đạo Bộ Giáo dục hướng dẫn cụ thể việc đưa đón học sinh bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự việc tái diễn. Cái thứ hai này mới là thâm hiểm. Như trên thì chỉ đạo công an làm rõ, nhưng ở dưới thì như đã xác định nguyên nhân cháu bé chết trong quá trình đưa đón, một kiểu định hướng điều tra dư luận áp đặt rất tinh vi. Các báo chí hầu hết do phe Thủ tướng thao túng, nên những tờ báo lớn, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VN Express đều hướng dư luận vào việc cháu bé chết do bị bỏ quên trên xe. Tiếp tới là việc bị học sinh bị bỏ quên như vậy thường xảy ra khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng là cháu bé đã vào trường, người ta đã ký nhận bàn giao đủ 13 cháu, không thể có chuyện ký mà không đếm. Cũng như nhiều bằng chứng khác khẳng định cháu bé không thể bị bỏ quên trên xe và đến chết ngạt trên mình đầy thương tích. Nhưng công văn của Thủ tướng CLMV là hàm ý buộc sự việc phải theo hướng cháu bé bị quên ở trên xe. Đây là đặc trưng tiêu biểu cho thể chế cộng sản độc tài mà khi mà ý muốn của lãnh đạo dù trái với sự thật đến đâu cũng được biến thành sự thật. Mấy nghìn năm trước, thời Tần Nhị Thế ở bên Trung Quốc, quan đại thần Triệu Cao, Lý Tư đã mang hươu đến giữa triều đình nói là con ngựa. Nay Thủ tướng Việt Nam chỉ cần mấy câu chỉ đạo cũng làm được điều tương tự như vậy. Dù thế nào thì cũng phải khẳng định không ai giết bé cả, nhưng chuyện cháu bé chết ở đâu, trách nhiệm ở đó mới chính là vấn đề khiến nguyên nhân cháu bé chết không được làm rõ sự thật. Cháu bé rõ ràng đã vào trường, cháu chết ở trong trường. Bất kể nguyên nhân gì, khi cháu bé chết trong trường thì nhà trường sẽ phải có trách nhiệm. Vì chủ nhà trường là con Thủ tướng, con của Trung tướng Công an, nên người ta muốn tránh sự thật, đưa lý do cháu bé chết bên ngoài để không bị ảnh hưởng tới trách nhiệm của nhà trường. Khi cháu bé chết ở trong trường thì rất nhiều ngõ ngách sẽ bị dư luận bàn tán, người ta bàn về thiết kế, tuyển dụng giáo viên, chất lượng quản lý, thậm chí đến cả việc cấp giấy phép được đầu tư ngôi trường. Có thể hình dung cháu bé chết ở trong trường vì lý do nào đó, các cô giáo đã điện lên chủ nhà trường thông báo cho ông Phúc và ông Vệ. Ông Vệ đã bày cách mang cháu bé đặt lên xe để bày hiện trường giả cháu bé chết trên xe, tránh liên quan đến nhà trường. Sau đó thì đến phần Thủ tướng ra chỉ đạo có hai nội dung trên. Cái đáng sợ ở đây là sự thật không được làm rõ hoặc được thay đổi từ một lãnh đạo cao cấp như Thủ tướng. Chỉ vì sợ liên lụy đến danh dự uy tín của người thân mà từ ông Thủ tướng đến ông Trung tướng Công an đã chỉ đạo các bộ ngành công an, truyền thông, Bộ Giáo dục làm sai lệch sự thật đi. Một ông Thủ tướng dễ dàng ra chỉ đạo như vậy, thay đổi tình tiết pháp lý dễ như phẩy tay dù liên quan đến cái chết của một mạng người, chỉ vì lý do ảnh hưởng đến việc uy tín làm ăn của con ông ta. Hỏi xã hội mà người lãnh đạo cao cấp hành xử như vậy có đáng sợ không, đáng sống không? Tất nhiên thì vẫn phải nói lại lần nữa, không ai giết cho bé cả, vì thế đâu cần đến mức phải che giấu sự thật. Nhưng đó mới chính là vấn đề độc ác ở cái xã hội này. Họ không nhận vì không muốn bị liên lụy, dù không ai kết luận được rằng con của Thủ tướng, con của Trung tướng Công an có trách nhiệm chính hay trách nhiệm nhiều, nhưng họ cứ không muốn sự thật được làm rõ vì cứ làm sao ảnh hưởng đến họ ít nhất là được, do đó họ biến đổi sự thật để họ bị ảnh hưởng thấp nhất.
Đến gia đình thủ tướng, trung tướng công an còn muốn không dây dưa gì đến họ, thử hỏi sao trên đường thấy tai nạn giao thông người ta đi qua cho nhanh khỏi bị liên lụy tới bản thân. Sự việc bé trai 6 tuổi tử vong sau khi phát hiện trong xe ô tô đưa đón học sinh đến trường phổ thông liên cấp Gateway ở Hà Nội đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận với nhiều luồng thông tin trái chiều. Chiều tối ngày 17 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook của nhà báo Thái Văn Đường đã cho thấy hé mở nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng một cách oan uổng của cháu Long. Theo như nguồn tin riêng của nhà báo Thái Văn Đường cho biết thì cháu Long đã chết trong lớp học, nguyên nhân do cháu Long đùa nghịch và đập đầu vào mép của bàn học chứ không phải do cháu bị chết ngạt vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của nhà trường. Thông tin này đã phản bác lại toàn bộ những thông tin ban đầu mà truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải. Trường liên cấp quốc tế Gateway Hà Nội được thành lập và xây dựng từ năm 2015 do tập đoàn Edufit đầu tư và người đứng đầu đại diện pháp luật là bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1982 làm tổng giám đốc với mức vốn đầu tư ban đầu là 20 tỷ đồng. Đến tháng 10 năm 2018 đã tăng vốn điều lệ lên tới 150 tỷ đồng. Trong đó bà Trần Thị Hồng Vân, 35,7%, người được cho là con gái của Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, 35,7%, bà Trần Thị Huệ Huyền, 14,3%, bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của CLMV Nguyễn Xuân Phúc, 14,3%. Tuy nhiên, thông tin cập nhật cho biết bà Trang đã rút khỏi danh sách cổ đông ngay trong ngày xảy ra sự việc đau lòng trên. Tuy nhiên, sau sự cố đáng tiếc trên, thay vì tập trung vào xử lý, giải quyết, điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc thì Gateway đã quay sang xử lý bằng cách bịt miệng truyền thông nhờ có uy lực của mình. Đơn cử như có 3 người được cho là phụ huynh học sinh trong trường Gateway thấy sự việc bất bình với cái chết của cháu Long chưa được minh bạch đã đăng đàn thông tin trên mạng xã hội Facebook. Ngay sau đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03 Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy mời 3 người phụ huynh này lên làm việc nhằm mục đích răn đe, gỡ các bài viết không cho phép phát tán thông tin trên Facebook cũng như các trang mạng xã hội khác. Tiếp đó, trên mạng xã hội Facebook có trang fanpage mang tên Tẩy Chay Trường học Gateway thì cũng bị PA03 của Hà Nội triệu tập 5 admin fanpage này lên làm việc để mục đích xóa trang fanpage đó. Cũng theo thông tin từ nhà báo Thái Văn Đường cho biết thì sự cố tại trường quốc tế Gateway đã được chỉ đạo ngầm từ cục báo chí đối với các tòa soạn rằng các tòa báo hạn chế khai thác thông tin hoặc không được tiếp tục đăng tải vụ việc này tránh gây hoang mang tâm lý dư luận xã hội. Nhà báo Thái Văn Đường cũng bức xúc về việc Gateway xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách cho lực lượng an ninh mạng report các bài viết, các tài khoản Facebook đăng tải liên quan đến vụ việc tại trường Gateway trên trang fanpage của nhà báo Thái Văn Đường nói riêng và nhiều các Facebooker và các fanpage khác nói chung đã đều bị report gỡ mất những bài viết đó. Dư luận đang dấy lên câu hỏi liệu có những thế lực nào đã và đang chống đỡ cho tập đoàn Edufit để nhằm bịt miệng truyền thông như vậy? Tại sao cái chết của cháu Long lại cứ mãi trong sự khuất tất, không được minh bạch, không được công khai như lời chỉ đạo của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã từng có ý kiến? Có phải vụ việc này xảy ra có liên quan đến người nhà của Trung tướng Công an và Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cho nên mọi sự việc đã được ép buộc phải theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc? Tất cả mọi sự việc xảy ra đều đã được sắp đặt từ trước và sau đó tất cả sẽ được dập khuân như vậy. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chương trình của chúng tôi phát triển tốt hơn. Hãy chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất và sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.